thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay tôi lại tiếp tục kể câu chuyện về một người lính. Anh là Đào Văn Quang, anh thuộc C-11, tiểu đoàn 6, trung đoàn 9, sư đoàn 339, làm nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia. Sau khi tôi cứu anh Nhường, xe trưởng C-9 xong, thì lúc đó là cái C-11 của chúng tôi vẫn đang còn chốt giữ ở chỗ cái móng nhà. Nhưng mà sau đó là được lệnh của tiểu đoàn thì C-11 tôi lại rút quay lại và để củng cố lại lực lượng. Thế thì theo cái thâm tâm của tôi nghĩ thì sẽ xảy ra một trận đánh cực kỳ là khốc liệt vào cái vườn dừa. Mà cái khu vực vườn dừa đó là quân Pol Pot nó đang chốt giữ. Đó là theo cách nghĩ của tôi. Nhưng ngay tối hôm đó thì chúng tôi nhận nhiệm vụ là từ trung đoàn xuống là cho tiểu đoàn 6 của chúng tôi là luồn sâu vòng bọc phía sau lưng quân Pol Pot. Thì có lẽ là những cái ngày trước đó thì có lẽ là trinh sát của trung đoàn hoặc sư đoàn thì họ đã bám nắm tình hình địch ở khu vực đó. Nên cái, ngay cái đêm hôm đó là chúng tôi rời ra khỏi chốt và theo lệnh của trung đoàn là cho tiểu đoàn 6 là luồn sâu. Thì hôm đó luồn sâu là C-10 là đi trước, C-11 đi giữa và C-9 thì đi với tiểu đoàn bộ. Thì trong cái đêm luồn sâu hôm đó thì tôi nghĩ là cái cung đường nó không dài, nhưng mà chính xác phải dẫn chúng tôi đi vòng tránh các cái ổ đề kháng của địch, nên là đi ngoằn nghèo cắt rừng cắt ruộng, rồi là đi trong cái cánh rừng, mà cái cánh rừng đó nó toàn là cái cây khổ rồi là cây dầu, mà lúc đó nó là mùa khô. Thì phải nói là cái đêm luồn sâu hôm đó là một cái đêm chúng tôi cũng thức trắng, hầu như là lính tráng là mệt rã rời. Thế thì cũng rất may là trinh sát dẫn chúng tôi vào thì không gặp bất cứ một cái sự đề kháng nào của quân Pol Pot. Thì khi tiểu đoàn 6 chúng tôi đến cái nơi tập kết thì lúc đó trời đã gần sáng. Thì hôm đó là C-10 người ta làm một mũi và luồn sâu theo cái hướng của trinh sát người ta quy định hay như thế nào thì tôi cũng không rõ. Còn C-11 của chúng tôi thì bám vào các cái bờ tre ụ mối là ém quần ở đó. Còn C-9 thì người ta đi với tiểu đoàn hay là như thế nào đó thì ở phía sau thì tôi cũng không được rõ lắm. Thì đến cái nơi tập kết thì chúng tôi vẫn giữ được cái yếu tố bí mật. Và tôi còn nhớ là để tấn công vào cái vườn dừa đó, hình như là tiểu đoàn 4 hay là tiểu đoàn 5 là người ta tấn công vào cái vườn dừa đó, còn chúng tôi là đánh úp sau lưng địch đánh lại. Nhưng mà thực sự thì nó diễn biến trên chiến trường thì nó không như là chúng ta dự tính, mà nó diễn ra một cái cuộc chiến ở đất Tà Keo thì nó cực kỳ là thảm khốc. Phải nói là rất là thảm khốc, chứ không phải là một cuộc chiến nó bình thường. Thì C-11 chúng tôi vừa triển khai được đội hình, gọi là anh em mới đào được, gọi là những cái hố chiến đấu cá nhân và tìm những cái vị trí có lợi là mới nằm vào đó ém quân ra. Thì mờ sáng ra thì cái C-11 chúng tôi phát hiện ra địch đầu tiên. Và lúc đó đã phát hiện ra địch, mà thực ra là địch nó cũng phát hiện ra chúng tôi. Thì bắt đầu là anh Hoàng đại đội trưởng là cho C-11 bắt đầu là nổ súng tấn công luôn. Thì khi chúng tôi tấn công thì hầu như là phía sau lưng của địch nó bố trí một cái đội hình ở đó, có khả năng phải cỡ cái cấp, phải cỡ vài đại đội ở đó, bởi vì nó ở đó là nó bảo vệ một cái kho đạn, mà chính xác là trinh sát đã nắm được cái kho đạn đó, nên là dẫn chúng tôi đánh là chủ yếu là để khống chế và hủy diệt cái kho đạn đó. Thì khi chúng tôi nổ súng thì hầu như là quân Pol Pot nó cũng bị bất ngờ, bởi vì nó đang bám toàn bộ ở cái phía đường lộ đó, mà hầu như lưng của nó và cái lực lượng hỏa lực của nó thì lại quay lại hướng mặt chúng tôi. Thì hôm đó chúng tôi nổ súng cho đánh này cực kỳ là thuận lợi. Và hôm đó chi viện đắc lực nhất là có cái khẩu đội 12-7 của tiểu đoàn là xuống chi viện cho C-11, đi phối thuộc với C-11. Thì họ đã giá được súng, và khi chúng tôi nổ súng B-40, B-41 AK rồi bắt đầu là cối của tiểu đoàn, chúng tôi tấn công được khoảng độ 1-2 phút thôi thì cối của tiểu đoàn
cũng đã bắt đầu bắn rồi, và hai khẩu cuối của đại đội 11 cũng khai hỏa, thì hầu như là toàn bộ hỏa lực là chút vào lưng địch. Thì khi chúng tôi tấn công để chiếm cái đường lộ thì nhìn thấy bọn Pốt nó chạy trên đường lộ thì hầu như là bị hỏa lực và đặc biệt là những cái khẩu đại liên rồi là súng 12 ly 7 là nó quật bọn Pốt là nằm đổ như chuối ở trên mặt đường. Mà khi chúng tôi tấn công sau lưng, chúng tôi tấn công lại thì trong vòng có khoảng độ đâu khoảng 10 đến 15 phút đồng hồ nổ súng thôi thì hầu như chúng tôi đã chiếm lĩnh được toàn bộ cái trận địa phòng ngự của quân Pol Pot, tức là phía sau lưng địch. Thì chúng tôi đánh bật bọn Pot ở đó ra thì chúng tôi bám được vô rìa cái đường lộ. Thì lúc đó tôi nhìn trên mặt đường chỗ cái hướng của tôi là thấy 4-5 thằng Pot là thằng bị thương, thằng chết là đã nằm ở trên đường lộ rồi. Thì chúng tôi bám được vào đường lộ thì bắt đầu lính Pot nó mới chạy ra cánh đồng. Nó chạy ra cánh đồng mà tôi nhìn thấy còn rõ là nó còn cõng thương binh, nó còn cõng xác của nó là chạy ở trên cánh đồng. Thì khi chúng tôi vừa mới bám được vào đó phát thì ở phía trong đồi, trong rừng cây, ở đó nó có một cái đồi thấp và sau đó là qua cái đồi đó lên vào những cái dãy núi rất là cao. Cái vùng đó thì cũng là cái vùng phòng ngự tuyến ngoài cùng của quân Pol Pot, là nó bố trí như vậy. Thế thì chúng tôi nhìn nhưng mà cái tầm đạn AK này hầu như là bắn là không ăn thua. Chủ yếu lúc đó là nó chết rồi, nó chết do cái cối 82 là bắn ở ngoài cánh đồng. Thì hôm đó là phải nói là quân Pol Pot nó thiệt hại là bao nhiêu lính nó chết ở đó thì tôi không rõ, nhưng mà cái khả năng chết của nó hôm đó nó chết rất nhiều. Thế thì đánh nhau một hồi ở đó thì khi chúng tôi định qua mặt đường để tiếp tục đuổi để truy kích ở cái khu vực cái rừng dừa đó thì hầu như là tiểu đoàn 5 hay tiểu đoàn 4 bắt đầu là cũng nghe tiếng súng được nó là nổ râm ran và pháo rồi là cối bắn vào cái rừng dừa rất là mạnh. Thì chúng tôi định truy kích thì vừa mới định vượt qua mặt đường thì bên kia ở trong phía chân đồi nó dùng 12 ly 8 và pháo 37 ly của nó bắt đầu nó bắn chặn bọn tôi lại, tức là để cho bọn Pol Pot nó rút về tuyến sau. Thì bắt đầu cái khẩu 37 ly của Pol Pot nó bắn và 12 ly 7 nó bắn thì hầu như cái C11 cũng như là cái trung đội 1 của tôi thì hầu như là phải dừng lại, không thể vượt qua được. Có nghĩa là nó bắn xối xả, nó bắn như vải đạn, bắn kinh khủng. Thì chúng tôi bật lại thì bắt đầu lại sang mép đường qua đây chốt lại. Thế thì hai bên đánh nhau giằng co khoảng độ hơn một tiếng đồng hồ thì hầu như là chúng tôi mới chiếm được cái vùng ngoài phía sau lưng của quân Pol Pot. Thế lúc đó cũng im tiếng súng thì tôi mới quan sát lại địa hình. Thì ở đó nó có một cái ao, nhưng mà một cái ao cạn. Thì bắt đầu là tôi mới bảo thằng Năm là trung đội phó, thằng Đinh Văn Năm đó, nó là trung đội phó, còn tôi là trung đội trưởng. Thế thì cái khi bọn tôi đang đánh thì đã nghe C10 nó đã đánh hướng cánh phải bọn tôi rồi, là nổ súng và đó là râm ran đi rồi. Nhưng mà đến cái lúc được một lúc sau thì thấy C10 cũng im tiếng súng. Nhưng mà chính xác là hôm đó là C10 là đánh rất nhanh, C10 đánh rất là nhanh thì đã chiếm được cái kho đạn, mà cái kho đạn đó rất là nhiều đạn. Cái kho đạn của quân Pol Pot đó là C10 đã chiếm được. Thì tôi mới bảo lô với thằng Năm là mày cho bộ đội là đào công sự thật nhanh. Thì bắt đầu là bộ đội là tôi bố trí là đội hình là rất là xưa, bố trí rất rộng để cho nó xưa ra để đỡ bị sát thương do hỏa lực của quân Pol Pot nó bắn. Thì cái lúc B1 của chúng tôi đang đào công sự, đang triển khai cho bộ đội đào công sự thì bắt đầu là ở ngoài cánh đồng có hai khẩu cối 6 của quân Pol Pot bắt đầu là nó cầu cối vào chỗ cái trận địa của bọn tôi, mà nó bắn đúng vào cái trận địa của bọn tôi. Nhưng mà rất may hôm đó là chúng tôi có cái ao cạn thì bắt đầu là bộ đội cái B1 của bọn tôi hầu như là bị co cụm và xuống chỗ cái ao cạn đó, thì anh em nó nấp được vào trong cái bờ ao cạn nên là nó không xảy ra thương vong gì. Giờ ngớt cối của nó cái thì bắt đầu lại tiếp tục là cho bộ đội là ra là đào công sự. Bộ phận đào công sự thì vẫn đào công sự, còn bộ phận cảnh giới là vẫn cảnh giới. Thế thì lúc đó là hầu như hai bên là tiếng súng cũng đã im, thỉnh thoảng là chỉ có những quả đạn DK rồi là cối là bắn qua bắn lại thôi.
Thế thì lúc đó tôi biết là C-10 là giáp cánh với bọn tôi, giáp cánh B-1 bọn tôi. Thì tôi mới bảo ông Đinh Văn Năm là mày ở đây, mày bố trí cho bộ đội là ở đây, để tao đi sang bên chỗ C-10, để tao bắt tay với C-10, để hiệp đồng với C-10 là bên này là có B-1 của bọn tao. Chứ tôi rất sợ là C-10 không may nó tấn công lên đây, cái rồi nó lại tưởng bọn tôi là bọn bốt, thì nó sẽ đánh vào cái B-1 của bọn tôi. Thế thì tôi dặn thằng Đinh Văn Năm xong thì bắt đầu là tôi bám theo cái đường đường đất đó, nhưng mà tôi đi ở dưới bờ ruộng, tôi đi ở dưới thấp nhưng không đi trên mặt đường. Tôi bám, tôi đi lên đến nơi thì đi theo cái con đường đó thì phải đi vòng cung thì mới đến được chỗ cái điểm C-10. Thì khi tôi sang C-10 thì tôi mới bắt tay được với C-10, là tôi nói là bên cái cánh này này là C-11 và cái B-1 của bọn tôi đang chốt gần chỗ bọn anh. Nên là bọn anh đánh như thế nào là đừng có bắn, là bắn sang bên đây là vào đội hình B-1 của bọn tôi. Thì tôi đến, tôi dặn dò C-10 xong thì tôi quay lại. Nhưng mà tôi quay lại thì lúc đó là tôi không bám theo cái đường tôi đi cũ nữa, mà tôi đi tắt về chỗ B-1 bọn tôi. Và hôm đó là tôi tiêu diệt hai thằng Pol Pot. Thì khi tôi đi quay về thì tôi gặp một cái mương nước, mà cái mương nước ở đó rất là sâu, sâu lắm. Thế thì đang đi tôi bám theo cái mương nước, mà trên hai cái bờ mương nước đó thì nó có các cái cây bụi ở đó nó rất là tốt. Thì tôi đang bám theo cái mương nước để tôi đi về chỗ B-1. Mà từ B-1 tôi cách cái vị trí của C-10 thì nó khoảng tầm, chắc khoảng tầm 250m đến 300m, khoảng như vậy. Thì tôi đang đi thì nghe có cái tiếng động ở dưới nước. Thế tôi mới lách luồn qua, rồi tôi lách cây, tôi đi xuống chỗ cái mương nước, tôi xem. Thì thấy một thằng lính Pol Pot, có lẽ là cái lúc nó bị bọn tôi đánh mạnh quá, nên là hai cái thằng lính Pol Pot này nó chạy không kịp, nên nó xuống cái mương nước đó để nó nấp ở dưới đó. Thì tôi là ở trên này, tôi lách cây, tôi quan sát xuống thì thấy mà thằng lính Pol Pot này nó đeo cái khẩu M79, thì nó đang tìm cách để nó đi lên trên bờ. Thì nó vừa mới ló đầu lên thì nó lại trượt chân xuống, nó trượt chân, nó không lên được. Rồi tôi đã căn sẵn cái khẩu AK của tôi rồi, thì nó vừa ló cái đầu lên cái thì tôi kéo cho một loạt AK, thì cái thằng lính Pol này nó lật ngửa và lộn cổ luôn xuống cái mương. Thế thì tôi cũng không kịp lấy khẩu súng M79 của nó, thì bắt đầu là tôi lại tiếp tục tôi men theo cái mương nước, thì bắt đầu lại nghe thấy cái mặt nước nó bị động, nó động ở đó, nó có rẽ sóng ra, thì hóa ra dưới đó còn một thằng nữa. Thì trên bờ đấy tôi chạy theo, mà tôi chạy theo là chạy phía sau nó, còn thì nó là lội ở dưới nước tầm đến bụng rồi này, nó đi không thể nhanh được. Thì tôi chạy lại là tôi dí súng vào và tôi nổ súng, là tôi bắn chết luôn cái thằng ở dưới nước. Thì bắn cái thấy chìm, và sau đó tôi bắn thêm mấy loạt nữa thì bắt đầu là thấy những cái bong bóng, rồi những cái phần máu đỏ của nó là nó cuộn lên ở dưới nước. Thì tôi tin chắc là thằng đó cũng chết luôn. Thì tôi mới xách súng là tôi chạy về chỗ B-1. Chạy về B-1 thì tôi mới nói với thằng Năm là có hai thằng lính Pol Pot nó ở chỗ cái mương nước, là tao bắn chết ở đó rồi. Thì theo tôi nhận định là hai thằng này có lẽ là khi bị bọn tôi đánh bất ngờ, hai thằng chạy không kịp nên nó nấp ở dưới cái mương nước đó. Cũng rất may hôm đó tôi đã phát hiện được và tôi tiêu diệt được nó. Thì tôi trở về đến nơi thì tôi mới nói với thằng Đinh Văn Năm, và tôi quay về chủ phía đại đội, tôi cũng nói là C-10 chiếm được cái kho đạn rồi, là anh em C-10 đang chốt ở đó, đang giữ kho đạn ở đó. Thế thì bắt đầu là khi bọn tôi bố trí được công sự ở đó rồi thì bắt đầu là nó diễn ra một cái trận đánh ở đó, thì phải nói là cực kỳ khốc liệt. Nói ra câu chuyện này thì có lẽ là có nhiều đồng đội lại hay cãi nhau ở cái chỗ là tại sao cái kho đạn nó nổ. Nhưng mà cái kho đạn nó nổ, cái nguyên nhân vì sao nó nổ thì có lẽ tôi là người phát hiện đầu tiên và chính xác nhất. Có những đồng đội của tôi nói là nó cài mìn hẹn giờ vào trong cái kho đạn. Thế khi mình chiếm được là nó hẹn giờ là nó nổ, nhưng mà hoàn toàn thông tin nó là sai. Sai hoàn toàn. Chính xác là quân Pol Pot nó phá hủy cái kho đạn đó.
Bởi vì khi chúng tôi lại chỗ bám theo bờ đường và cho bộ đội đào công sự để chốt ở cái chỗ bờ đường á, thì ở đó là một cái địa hình nó rất là thuận tiện mà nó hơi cao. Nên khi tôi quan sát chéo sang là vẫn nhìn thấy là cái kho đạn. Và cái kho đạn đó thì nó gần ở chân đồi. Thì cái phía xa xa ở chân đồi á, thì tôi còn quan sát thấy là một cái xe tăng của quân Pol Pot. Thì tôi đang nhìn, tôi quan sát cái xe tăng của nó thì tôi thấy có một cái tiếng, nghe cái tiếng đề ba của quả pháo tăng đó. Nó cách chúng tôi không xa đâu, cái xe tăng cách chúng tôi cũng tầm khoảng nửa cây số thôi. Thì tôi còn nghe cái tiếng đề ba của tăng nó bắn. Thì thấy một vệt khói là bay vào chỗ cái kho đạn. Thế thì là liên tiếp đó nữa là nhiều phát bắn nữa là bắn vào cái kho đạn mà C-10 đã chiếm được. Thì khi nó bắn vào đó cái thì bắt đầu là cái kho đạn nó kích nổ cái kho đạn. Mà cái chỗ tôi cách cái kho đạn phải tầm, chắc phải tầm 400 mét. Thì bắt đầu là cái kho đạn nó nổ. Nó nổ là long trời lở đất. Thì bắt đầu là cái khi kho đạn đã nổ thì bọn tôi đang chốt ở gì ở cái đường lộ. Thì bắt đầu là lính C-10, anh em C-10 bắt đầu là chạy. Lúc đó là chạy toán loạn đi. Hầu như là không còn giữ được đội hình nữa. Người thì bám ở dưới ruộng, người thì bám trên mặt đường, bắt đầu là chạy. Nhìn thấy C-10 chạy là bụi mù đi. Còn bởi vì là cái kho đạn nổ lên C-10 nó chốt ở đó nên là anh em C-10 nó phải chạy. Thì lính của tôi đang còn hỏi bảo anh Quang, hình như là C-10 bật chốt. Nhưng mà tôi bảo lính là đây là kho đạn nổ chứ không phải là nó bật chốt đâu. Nó đang chạy về cái hướng của mình. Đừng có oán. Tôi đang còn quát lính tôi là như thế. Thế thì tôi mới chứng kiến cái cảnh mà những cái thùng đạn nó nổ. Và sau đó là tôi mới phát hiện được ra là hôm đó là cái kho đạn đó là có cả cái vũ khí là hóa học nữa. Cả hơi cay nữa. Bắt đầu là nó nổ, nó tung tóe lên, nó cứ bay lên trên trời những cái thùng, xong nó lại rơi xuống, bắt đầu nó lại bốc cháy. Mà những cái khói cay đó đa số là nó ra cái khói màu cam hết. Nó cứ to như cái là như cái phích mà nó dài khoảng tầm độ 50 phân. Là nó cứ phóng ra một cái là bắt đầu là nó xì cái hơi vàng ra. Toàn cái hơi cay toàn là màu vàng. Thì rất may cho chúng tôi hôm đó gió không tạt cái hơi cay lại chỗ cái hướng C-11 của bọn tôi. Còn lúc đó là anh em C-10 là vẫn chạy toán loạn về hướng tiểu đoàn. Còn cái C-11 và cái B-1 bọn tôi thì vẫn chốt ở trên cao nhất. Thì tôi nằm ở đó tôi quan sát rất rõ cái kho đạn đó. Thì gió nó cứ thế là nó tạt hết toàn bộ cái khói cay đó là về cái hướng lính Pol Pot. Còn bọn tôi nằm ở đây là chỉ nằm xem cái kho đạn nó nổ thôi. Và những cái quả đạn pháo hay những cái quả đạn gì ở trong đó nó nổ, và nó nổ khủng khiếp, nó nổ có nghĩa là đinh tai nhức óc. Mà cách cái vị trí tôi là khoảng độ 400 mét mà nghe những cái tiếng nổ nó khủng khiếp như vậy. Thì lúc anh em C-10 nó rút hết đi về hướng tiểu đoàn, và không biết là có ai hy sinh hay bị thương ở trong cái kho đạn đó hay không thì tôi cũng không rõ. Thì bắt đầu cái kho đạn nổ thì vẫn cứ nổ. Còn cái hướng vườn dừa là tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 đánh ở đó rất mạnh. Và cái hướng bọn tôi thì bắt đầu là cối của tiểu đoàn, rồi là DK, rồi vân vân, là bắt đầu là bắn về hướng quân Pol Pot. Thì hôm đó nói thật là chúng tôi xung phong mấy lần nhưng mà không thể xung phong được. Bởi vì từ trên mặt đường mà xung phong đánh vào cái chân đồi đó là nó qua một cái trạng trống. Nên là cái C-11 của bọn tôi với cái tiểu đoàn 6 của bọn tôi là rất là bất lợi. Nên là không thể tấn công sang được. Mà chúng tôi cứ hễ định xung phong cái là bên kia cái khẩu 37 ly. Nó lại đặt, nó bên đó là nó quật vào đội hình nên là anh em lại bật quay lại. Xung phong mấy lần mà không đánh được. Thế là hôm đó chúng tôi quần nhau với quân Pol Pot. Đúng cho đến chiều tối thì bắt đầu với ngớt tiếng súng. Mà cho đến chiều tối rồi mà cái kho đạn đó nó vẫn cứ lác đác, là thỉnh thoảng là vẫn cứ nghe tiếng nổ ở chỗ cái kho đạn đó. Hầu như là khi mà cái kho đạn nó nổ cộng với là đạn pháo của ta, của Pot, rồi tất cả các loại súng nó nổ ở đó là nó phải cỡ mấy cây số vuông. Tiếng súng là nó nổ râm ran đi. Sau thì hầu như là cái trận địa, cái trận đánh đó hầu như là còn không thể thấy được nữa. Bởi vì là chỉ có khói bụi cộng với cái khói đạn của cái kho đạn, cái khói cay nó cứ thế là nó phá về
hướng quân Pol Pot. Nên là cái trận đánh nó diễn ra mà cái chúng tôi khi chúng tôi vòng bọc phía sau. Thì cho đến chiều tối thì liên lạc lại gọi tôi về đại đội để tiếp tục là nhận nhiệm vụ. Thì lúc đó tôi mới nghe nói là tiểu đoàn 4 với tiểu đoàn 5 đã đánh chiếm được khu vực vườn dừa rồi. Thế là chiều hôm đó thì im tiếng súng. Cho suốt cái đêm hôm đó thì hầu như không bên nào bắn lại bên nào một viên cả. Và về Tà Keo là xuất hiện xe tăng của quân Pol Pot ở Tà Keo cũng rất nhiều. Và những cái trận tiếp theo là tôi bắn được và bắt sống được một cái xe tăng của quân Pol Pot ở cái dãy núi đất Tà Keo đó. Thế khi tôi nhận nhiệm vụ ở đại đội, tôi quay về chốt thì anh em B1 của bọn tôi là lại vì bắn được một con lợn. Có lẽ là lợn này là lợn của quân Pol Pot nó nuôi hay như thế nào đó không rõ, một con lợn nó phải cỡ đến 70 cân, con lợn to lắm. Thế tôi quay về là thấy thằng Nam vẫn bảo là B1 bắn được con lợn, bọn anh em nó đang để đó. Thế thì tôi nói với các đồng chí là có một con dao cạo râu thôi, tức là con dao cạo râu chứ không phải là cái lưỡi lam đâu, con dao cạo râu thôi. Mà thằng Đinh Văn Nam nó mổ được con lợn, nó làm thịt con lợn nó bằng con dao cạo râu. Thì nó còn nói là bảo để tao lấy cái phèo với là lấy tim lấy gan nấu lên là cho anh em ăn. Thì con lợn nó hầu làm thịt ra là chia cho cả C11. Mà lâu lắm thì chúng tôi không được ăn thịt tươi đâu. Suốt từ cái thời gian đánh truy quét ở Busan, sau trên đường từ Busan chúng tôi hành quân về tỉnh Kandan đã đánh nhau liên miên liên tục. Hầu như là bộ đội lúc đó ăn cơm nắm và chủ yếu là chấm với muối bột canh. Rồi ăn gạo sấy, ăn lương khô thôi, với là cá khô. Rồi cũng có cả thịt hộp nữa. Nhưng mà nói đến thịt tươi là hầu như là trong suốt cái thời gian rất là dài. Khi chúng tôi hành quân truy quét tàn quân Pol Pot và quay lại mở chiến dịch Tà Keo 2 thì chúng tôi chưa hề được một miếng thịt tươi. Nên hôm đó là anh em nó bắn được con lợn nó làm thịt. Thì những cái miếng ngon thì hầu như cũng chia hết về cho anh em trong toàn C11. Trong cái điều kiện chiến trường nó như vậy, khói súng khói đạn và cái chết nó cận kề như vậy, mà thế mà anh em nó vẫn là tổ chức, nó vẫn luộc thịt lên này, thứ thì luộc, nó vẫn làm được lòng này, nói chung là cũng làm được một số món và vẫn tổ chức nấu cơm là cho bộ đội ăn được, mà trong cái điều kiện là cực kỳ là khốc liệt như vậy. Ăn xong thì cái đêm hôm đó là chúng tôi chốt ở đó và nằm ở trên trận địa, ở trên chiến trường suốt cả một ngày, đánh nhau là tiếng súng tiếng đạn là nổ đinh tai nhức óc. Nhưng mà cái đêm hôm đó là cái đêm mà gọi là một cái đêm yên ắng, nó bất thường. Về mùa khô ở Campuchia thì hầu như nó không có mưa, và cái đêm hôm đó thì hầu như là bầu trời là đầy sao. Chúng tôi nằm ở trận địa là nó yên ắng một cách là rất là lạ thường, không tiếng súng, không tiếng đạn. Thỉnh thoảng chỉ nghe những cái tiếng côn trùng rồi là cái tiếng chim ăn đêm nó kêu thôi, chứ còn nó yên ắng một cách là như không thể tưởng tượng được. Thế thì chúng tôi đã luồn sâu suốt một đêm hôm trước là không được ngủ, và đánh nhau suốt từ sáng cho đến chiều, hầu như là anh em là mệt phờ phạc. Nhưng mà rất may là bắn được con lợn cũng là có cái chất tươi để bồi dưỡng cho bộ đội. Thì đêm hôm đó hầu như tôi cũng không được ngủ, và liên tục là cứ chợp mắt được một tí tỉnh dậy là cái hướng trung đội chúng tôi chốt là phải đi kiểm tra gác. Lính Trang nói đánh nhau thì đánh nhau vậy thế, nhưng mà có cơ hội ngủ là nó ngủ ngay, tại vì nó quá mệt đi, nó quá mất ngủ đi, mà thằng nào cũng mất ngủ. Nên là tôi cứ thoi thóp cả đêm nên là để đi kiểm tra gác. Mà sợ nhất là quân Pol Pot nó có cách đánh cũng rất là lì, là nó bí mật là nó bò vào mà nó phát hiện được anh em mình ngủ là nó ném lựu đạn vào là rất là dễ chết. Mà cái trường hợp này nó đã xảy ra ở trong cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi cũng rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà đối với tôi thì cái cảnh giác là lúc nào là tôi cũng đặt lên hàng đầu.
nên là tôi rất là lo âu cho cái B1 bọn tôi. Nhưng mà về sau này thì cái B1 của chúng tôi cũng sau một trận đánh là cũng bị xóa sổ mất cái B1, mà sau này tôi bị thương về bệnh viện 121B ở Trà Nóc, Cần Thơ đó, là tôi điều trị thương ở đó. Thì đây là một câu chuyện mà tôi xin được kể lại của anh Đào Văn Quang cho các bạn và các đồng chí cùng nghe. Khi đơn vị chúng tôi hành quân về mở chiến dịch Tà Keo 2 thì phải nói ở đó nó diễn biến vô cùng phức tạp và diễn ra những cái trận đánh là cực kỳ là khốc liệt đối với đơn vị của chúng tôi. Thì ngay cái buổi chiều hôm đó thì tôi xin được kể tiếp về cái câu chuyện của phần trước, nói về cái trận đánh ở vườn dừa Tà Keo. Thì khi C-11 vẫn đang bám theo đường lộ và lấy cái đường lộ đó để làm cái trận địa của C-11. Và hôm đó chúng tôi gặp rất là bất lợi vào cái buổi chiều của cái ngày hôm sau, sau một cái trận đánh mà cái kho đạn nó bị nổ. Thì phải nói là lực lượng quân Pol Pot ở Tà Keo nó tập trung về đó, cái số lượng rất là đông và hỏa lực của nó cũng rất là mạnh. Nên C-11 chúng tôi chốt giữ ở đó hầu như là toàn bộ các loại hỏa lực của địch là nó bắn xối xả vào cái đội hình C-11 bọn tôi. Thế thì trong cái lúc kho đạn nó nổ thì bên cánh phải của C-11 là C-10 đang chốt giữ kho đạn, nhưng mà vì cái lý do là kho đạn nó nổ, chính vì thế là C-10 buộc phải bỏ chạy rút khỏi cái kho đạn đó. Thế thì bên cánh phải của chúng tôi lúc này là bị hở sườn, mà trong chiến đấu thì có lẽ các đồng chí cũng biết rồi, hở sườn rồi là lạnh lưng là một cái điểm nó làm cho lính mất tâm lý nhiều nhất. Đó là trong chiến đấu ai cũng như vậy, gọi là hở sườn lạnh lưng, đó là cái thuật ngữ mà chúng tôi hay nói chuyện với nhau. Thì lúc C-10 bên cánh phải do kho đạn nổ nên họ đã phải rút đi. Thì bên C-11 chúng tôi và đặc biệt là cái B-1 của chúng tôi, thì vào buổi chiều hôm đó thì lợi dụng cái lúc mà C-10 nó rút chạy thì bắt đầu là quân Pol Pot nó dùng tất cả các loại hỏa lực đạn cối và nó bắn vào cái trận địa của chúng tôi. Thì lợi dụng vào hỏa lực thì bắt đầu là quân Pol Pot nó bò sát dưới mặt đất, là bắt đầu nó tiềm nhập vào để nó gây áp lực cho cái C-11 bọn tôi. Và lúc đó là nó bò vào rất là gần, mà lúc đó cũng đã trời cũng đã chiều rồi, tầm 4 giờ hơn 4 giờ chiều. Thì lúc này tôi rất lo cái sườn cánh phải, thì tôi mới bảo thằng Đinh Văn Năm nó là trung đội phó, thì tôi mới bảo là: Năm, bây giờ mày dẫn một tiểu đội cùng với tao là sang cái sườn cánh phải để giữ sườn, chứ bây giờ bên này nó hở sườn thì rất có thể là Pol Pot nó sẽ quét vào cái hướng đó và nó cho một mũi là vòng bọc đánh tạt vào sườn của C-11. Nhưng mà hôm đó tôi phán đoán tình hình rất là tốt, thì tôi mới bảo thằng Đinh Văn Năm, bảo là: Mày cho một tiểu đội nữa cùng với tao là sang sườn cánh phải để giữ sườn. Thì khi tôi với Đinh Văn Năm là lao sang sườn cánh phải để giữ sườn, thì ở đó nó có hai cây thốt nốt khá là to, mà hai cây nó gần nhau, nó hơi nghiêng vào nhau. Thì tôi với Đinh Văn Năm dẫn một tổ mới đến chỗ cây hai thốt nốt, thì lúc đó là cái tổ của tôi là đang nằm phía đằng sau, còn tôi với Năm là đi trước. Thì bọn tôi vận động đến nơi thì mới lao đầu vào được hai cây thốt nốt để tránh hỏa lực của địch, thì bị thằng Pol Pot nó phát hiện được cái đội hình của bọn tôi sang giữ sườn. Thì từ cái hướng trước mặt thì nó bắn luôn một quả B-41 hay là B-40 gì đó, thì nó bắn một quả nhưng mà vào giữa hai cái gốc cây thốt nốt, mà thằng Năm là nấp một cây, còn tôi thì nấp một cây. Thì quả đạn B-41 nó nổ ngay ở giữa hai cây thốt nốt. Thì rất may là hôm đó hai cái gốc cây thốt nốt nó rất là to, toàn bộ các cái mảnh của B-41 là nó phá, nhưng mà được hai cái cây thốt nốt nó che đỡ cho hai thằng tôi. Thì cái lúc nó đang khói bụi mù mịt ở chỗ đó, rồi là hơi nóng, rồi là
cái mùi khét của thuốc súng nữa, là nó mù mịt đi. Thì tôi chưa bàng hoàng được thì nghe thằng Nam vẫn gọi bảo Quang hay Quang, mì có việc gì không? Thế thì tôi nghe được cái tiếng nói của nó thì tôi cũng rất là bình tĩnh, tôi trả lời bảo tao không việc gì cả. Thì lúc đó là tôi xách một khẩu B-41, thằng Nam là một khẩu AK. Thế thì hai chúng tôi bắt đầu là thoát ra khỏi hai cái thốt nốt và tìm một cái vị trí có lợi hơn. Thì hai thằng tôi vẫn nằm xuống. Thì ngay lúc đó là cái thằng bắn B-41 của Bôn Bốt là nó tưởng đâu là hai thằng tôi dính quả B-41, thì nó cũng như cái kiểu là nó bắt đầu là nó tổ chức một mũi là nó xung phong vào cái hướng đó. Thì nó lao lên thì thằng Đinh Văn Năm nó có khẩu AK, nó giết được cái thằng bắn B-41 đó, là thằng nó gục luôn tại chỗ, gục luôn giữa cái ô ruộng. Thế thì khi tôi nhìn xéo sang góc ruộng thì thấy ở đó có khoảng độ 4 đến 5 thằng lính Bôn Pốt. Thì nó thấy cái thằng bắn B-41 này gục xuống thì hai thằng nó lao ra. Nó lao ra là nó chủ yếu là nó lấy cái khẩu súng B-41 của cái thằng Bôn Pốt này. Thì nó lao ra thì nó lấy súng ra, bắt đầu là nó lại vội vàng nó chạy về chỗ cái góc ruộng. Thì ở vị trí này tôi quan sát rất là rõ. Thì tôi mới giơ khẩu súng B-41 lên và tôi ngắm vào cái góc ruộng đó và tôi quật vào đó một quả B-41. Thì thấy cái hướng đó nó im bặt, không biết là nó có chết hay không, nhưng mà khả năng cái phát bắn của tôi là tôi tin là chỉ có từ chết bị thương thôi. Tại vì đằng sau lưng nó là có một cái bờ ruộng khá là cao, và ở dưới góc ruộng thì nó có đào một cái công sự ở chỗ đó, nên nó có thụt thà thụt thò đó. Tôi sán quả vào đó mà khi mảnh B-41 nó dội vào cái phía bờ tường cao, phía bờ đất cao, thì chắc chắn là mảnh nó sẽ dội lại. Thì khi tôi bắn quả vào đó là thấy cái hướng nó im bặt, và sau đó là thấy vẫn tiếp tục cái hướng đó, là phía sau nó là vẫn bắn lại hướng chúng tôi. Thì tôi lắp thêm một quả B-41 nữa, thì tôi bắn lại hướng đó một quả nữa. Thì tôi bảo thằng Đinh Văn Năm là rút quay lại, không tấn công. Thì hai thằng tôi rút quay lại và tổ chức là giữ sườn. Thì cái lúc đó là ở B-1 cũng như C-11 của tôi là đang đánh nhau rất là căng. Thì tôi bảo thằng Đinh Văn Năm là mày ở đây cùng với tiểu đội là giữ sườn bên này để tao quay về chỉ huy trục đội. Thì khi tôi quay lại chỗ B-1 bọn tôi thì quân Bôn Pốt nó tràn lên rất là đông. Mà lúc đó là chiều tối rồi. Thì tôi mới đưa cái khẩu B-41 cho thằng Thuộc. Thằng Thuộc nó bắn B-41 thì tôi đưa cái khẩu B-41 cho nó và tôi lấy lại khẩu AK và bảo thằng Thuộc là lắp đạn vào khẩu B-41 và đi theo tao. Thì khi tôi bám vào mặt đường thì lúc đó C-11 bọn tôi vẫn đánh trả quyết liệt, nhưng mà cái địa thế của chúng tôi nó rất có lợi, bởi vì chúng tôi bám được bờ đường và bên kia bờ đường là quân Bôn Pốt. Thì cứ thế là nó lợi dụng hỏa lực bắn ở trên 12 ly 7 pháo 37 ly. Mà xin được nói với các bạn là pháo 37 ly mà khi nó khai hỏa nó bắn là nó có những cái tiếng nổ rất là đặc trưng, và nó nổ rất là khiếp. Mà khi nhất là nó găm vào bờ đường rồi là nó bay lên trên đầu, là nó nổ hầu hết như đường trước của chúng tôi là mù mịt. Nhưng mà trong cái mù mịt đó chúng tôi vẫn thấy quan sát thấy là bọn Pốt nó đến rất gần rồi. Vì nghe các cái tiếng súng AK nó bắn là mình đã biết nó đến rất gần. Thì tôi cứ chạy đi chạy lại các cái công sự của bộ đội mình ấy. Tôi chỉ huy trung đội là cứ thế là cầm lựu đạn là quăng ra ngoài ruộng. Rồi anh em cứ ném một quả lựu đạn là nó lại ngoi đầu lên, nó xá AK xuống. Thế thì lúc đó cũng rất là may, hắn tấn công 2-3 lần nhưng mà hầu như là bị chúng tôi là đánh chặn và hầu như là đẩy lùi nó ra. Thì nó tiếp tục nó lại mở tiếp một đợt tấn công nữa. Mà lúc đó là tôi nhìn sang cái hướng sườn mà thằng Đinh Văn Năm nó đang giữ sườn là đánh nhau cũng rất là dữ dội. Thế cũng rất may là hôm đó là tiểu đoàn là cũng chi viện cối, với là hình như là cả là cối của trung đoàn nữa. Nên là bắn ra phía trước mặt của chúng tôi cũng rất là nhiều đạn cối, nên là đỡ cho bọn tôi rất nhiều. Thì trận đánh nó diễn ra đến khoảng độ 7 giờ tối thì hầu như quân Bôn Pốt nó cũng không lên được, mà đều bị C-11 chúng tôi đánh bật xuống. Lợi dụng lúc hai bên ngừng súng thì tôi chạy, tôi kiểm tra trung đội và tôi cho bộ đội là lắp hết đạn vào băng
tức là chuẩn bị rất có thể tối nay nó sẽ tấn công tiếp. Thì lúc đó là bụng cũng đói lắm rồi, thằng nào thằng ấy là rất là đói, đánh nhau suốt một ngày chưa được ăn cái gì vào bụng, vừa khát nước vừa đói. Thế là lấy bi đông nước ra uống nước, rồi bắt đầu là ăn lương khô và tiếp tục là củng cố lại hầm hào công sự. Thì bắt đầu đêm hôm đó bắt đầu là nó tổ chức, nó tấn công, nhưng mà lần này là nó không dùng hỏa lực mà nó dùng các cái mũi nhọn của nó, là nó bò lên. Nó bò lên có chỗ nó bò gần mà nó đã quẳng được lựu đạn sang bên này được. Thì biết tình hình như vậy thì tôi cũng không cho bộ đội bắn, và lúc đó là cũng cứ dùng lựu đạn là quẳng sang và dùng B-40 B-41 là bắn sang cái hướng trước mặt. Thực ra thì mình cũng không thấy nó, thấy nó bắn thì mình bắn lại thôi, chứ còn nó nấp ở những cái khu vực nào thì không thấy rõ vì ban đêm. Và chứ nhìn cái ánh lửa đầu nòng của súng nó phát ra thì mình phán đoán đó là địch, mình bắn vào. Thì cái trận đánh đó thì đang diễn ra, thì tự nhiên cái thằng liên lạc của đại đội 11 chúng tôi là bị chạy lại chỗ cái hướng B-1 bọn tôi, nhưng mà nó đứng ở xa, nó không lại gần. Nó mới gọi bảo là Quang ơi, mày cho trung đội rút về phía sau, rút về hướng tiểu đoàn. Thế thì trong chiến đấu thì nói ra thì bảo là trách móc chỉ huy rồi thế nọ thế kia, nhưng mà thực sự đang cái lúc giữa chúng tôi và quân Pol Pot nó chỉ có cách nhau một cái bờ đường thôi, mà lại cho bộ đội rút thì hoàn toàn là không thể rút được. Bởi vì cái khi chúng tôi rút thì nó sẽ mất cái vật che khuất và vật che đỡ, mất công sự, mà khi rút là cực kỳ nguy hiểm, nên là không thể rút được. Thì tôi nghe nó nói như vậy là tôi không nói lại, nhưng mà tôi vẫn không cho bộ đội rút. Tôi vẫn bò đến các hầm, tôi nói khi nào tao cho chúng mày rút thì chúng mày mới được rút, còn bây giờ mà rút là rất nguy hiểm, chúng mày rút là chúng mày mất đi vật che khuất che đỡ, là quân Pol Pot nó tràn lên là nó truy kích là mình chết. Và lúc này thì nó rất là lộn xộn, nên là tôi dặn chúng mày là chúng mày mà rút lẻ không may chạy lộn xộn vào cái trận địa của nó là nó bắt sống, nên là toàn bộ là không được rút. Còn đại đội như thế nào kệ, lúc đó là B-1 tôi vẫn cứ bố trí là ở đó và chốt, mà xác định là có thể là đánh đến sáng mai thì mới có thể rút được, chứ còn bỏ công sự để rút trong cái lúc mà giữa ta và địch thì đang còn gần nhau, nên là tôi quyết định là không rút. Thì lúc này là hai bên cũng im tiếng súng và nó dùng các cái mũi nhọn nó bò lên, thì cái ruộng dạ ở hướng trước mặt của bọn tôi thì nó là màu trắng, ban đêm sáng trăng thì nhìn thấy lờ mờ là ngoài ruộng là nó một cái màu trắng trắng. Thì lính Pol Pot thì nó lại mặc quần áo đen, nên khi nó bò lên là chúng tôi nhìn tương đối là rõ. Thì tôi cứ bò lại các hầm, tôi dặn là chúng mày cứ thấy nó bò lên mà nó bò thật gần lên thì chúng mày ném lựu đạn. Và sau khi ném lựu đạn xong thì bắt đầu là đứng đồng loạt lên xá AK xuống đó, cứ thế. Thế thì nó cũng dùng cái chiến thuật là các cái mũi, nó dùng rất là nhiều mũi nó tấn công vào. Mà cái lúc đó là đại đội đã rút rồi, B-2 và B-3 cùng với đại đội đã rút về hướng tiểu đoàn rồi. Lúc này tôi biết chắc rằng là chỉ còn mỗi cái B-1 của bọn tôi là ở trên cái vị trí cao nhất. Mà lúc đó tôi vẫn kiên quyết là không cho bộ đội rút. Bằng cái cách như vậy là chúng tôi vẫn đánh trả quân Pol Pot. Và có lẽ là lính Pot nó cũng dính lựu đạn, dính hỏa lực của bọn tôi. Mà ở trong các cái bụi cây rồi các cái ụ mối hướng trước mặt chúng tôi là nghe cái tiếng kêu la của lính Pol Pot, nghe nó cũng rất là thảm thiết. Và lúc này là nó không dùng hỏa lực nữa, cối nó cũng không bắn, pháo 37 ly nó cũng không bắn. Nên là ngớt đợt súng thì chúng tôi vẫn nghe cái tiếng kêu la của nó. Thì vẫn tiếp tục đánh, thì cho đến khi bắt đầu là ngừng tiếng súng thì lại thấy cái thằng liên lạc nó lại chạy lên cái hướng của tôi và cũng đứng từ xa. Nó gọi, nó cứ bảo anh Quang ơi, anh đợi một lúc, có đại đội trinh sát là lên hỗ trợ cho B-1 rút, nên là anh chuẩn bị để cho bộ đội rút. Thế tôi cũng nói là tôi cũng nói lại để cho nó nghe, nói rất là to. Thì cái lúc cái thằng liên lạc nó kêu với tôi, nói lại với nó, tại vì cái tiếng nó rất là to trong ban đêm, thì quân Pol Pot nó lại tưởng bọn tôi xung phong kìa.
lại phía ngoài quanh đầu nó lại bắn cho một chặp nữa. Thì nó bắn một chặp thì tôi cũng mặc kệ. Thì cái lực lượng trinh sát này thì không biết là cái chỉ huy của cái lực lượng trinh sát này như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà lên mới gần đến vị trí của bọn tôi thôi, cách đằng sau bọn tôi khoảng chắc 50-60 mét, bắt đầu là đạn AK rồi các loại đạn của cái đại đội trinh sát bắt đầu là bắn lên, bắn thì lại bắn vào lưng của bọn tôi. Thế tôi với bó 50 năm chết mẹ rồi. Tiểu đoàn với đại đội ở phía sau mà tại sao lại có súng đánh từ phía sau lưng đánh lại? Thì lúc đó tôi lại cứ nghĩ là Pol Pot. Thế là tôi mới nghĩ đi nghĩ lại, tôi bảo đây chắc chắn là bắn nhầm rồi. Thì bắt đầu là tôi kêu rất to, kêu to lắm. Thì đằng kia người ta mới nghe được. Thì bắt đầu là cái lực lượng trinh sát đó người ta mới dừng. Thì khi cái lực lượng trinh sát lên là tạo một cái vòng đệm ở phía dưới thì để cho bọn tôi rút. Thì hôm đó là tôi cho bộ đội bắt đầu là cứ từ từ là cứ một tốp 2 đến 3 người một là cứ hướng tiểu đoàn là rút ra dần dần. Thì hôm đó chúng tôi là rút ra rất là êm. Thì khi rút về được đến chỗ C11 thì lực lượng trinh sát nên lại nằm bọc ở phía trên. Thì bọn tôi rút về đó. Thì hôm đó là cái B1 của bọn tôi là bị thương mất 7 người, trong đó là có 2 thương binh nặng và 5 thương binh thì nhẹ vẫn chiến đấu được, chứ còn không có ai hy sinh. Thì khi tôi rút về đến C11 thì bắt đầu lại tạo một cái tuyến phòng thủ khác nằm ở phía dưới, còn lực lượng trinh sát thì nằm trên. Thì tôi mới nghe anh Hoàng, đại đội trưởng, anh mới nói với tôi, anh bảo là Quang ơi Quang, ta chốt ở đây thì đến sáng mai thì sẽ có sư đoàn chủ lực của quân đoàn thì người ta sẽ vào đây là thay chốt cho sư 339. Thế lúc đó là tôi cũng nghĩ trong bụng là được quân của bộ đến đây chi viện và thay chốt cho bọn tôi thì bọn tôi cũng khỏe rồi, cũng thấy là yên tâm hơn. Đó, thì anh Hoàng còn nói là bỏ qua người ở đây là gần Việt Nam rồi, có khi chỉ đánh mấy trận nữa thôi là ta được về nước. Đó, anh Hoàng lại đội trưởng anh vẫn nói với tôi là như vậy. Sau đó là chúng tôi cũng củng cố tạm lại lực lượng. Thì bắt đầu là tôi thấy là cái đơn vị của cái đại đội trinh sát của trung đoàn hay là như thế nào thì trong ban đêm lúc đó tôi cũng không rõ đâu. Thì cứ thế là lần lượt là người ta rút ra về cái hướng bờ tre. Thì lúc đó là C11 cũng như cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi là cũng tạo một cái tuyến phòng thủ là nằm đó để chờ sáng ngày mai để cho cái sư đoàn của quân đoàn đó. Người ta vào người ta thay chốt cho bọn tôi. Thì trong cái đêm hôm đó là xảy ra một cái chuyện rất là đau lòng, tôi cũng xin được kể lại cho các đồng chí nghe. Là khi đó là lực lượng trinh sát hướng trước mặt của chúng tôi thì họ đã rút ra. Thì cái C11 của bọn tôi là gần như cũng là nằm vòng cung, nhưng mà ở là cái điểm cũng cao nhất. Thì đến tầm khoảng độ cả cái đêm hôm đó là chúng tôi không ngủ. Rồi đến tầm 2 giờ sáng thì có 2 trinh sát của tiểu đoàn lại chỗ cái hướng B1 bọn tôi và lại chỗ cái ban chỉ huy đại đội. Thì cái thằng liên lạc nó mới lên, nó mới gọi tôi lại chỗ ban chỉ huy đại đội, thì báo là giao nhiệm vụ cho tôi là B trưởng B1 và 2 đồng chí trinh sát của tiểu đoàn là bí mật là bò lên để trinh sát cái hướng trước mặt, xem coi là tình hình hoạt động của địch, cái hướng trước mặt của chúng tôi như thế nào. Mà lúc đó chúng tôi rút ra khỏi cái bờ đường phải tầm cỡ hơn một cây số, phải cỡ đó. Thì trước khi đi thì tôi đã dặn lính rồi, mật khẩu hôm nay là chiến, hỏi là chiến, còn đáp là thắng. Cho nên là hôm nay tao dẫn 2 trinh sát của tiểu đoàn là đi ra trinh sát hướng trước mặt của đơn vị. Thì khi về tao sẽ hỏi bay là chiến thì bay sẽ đáp là thắng, chứ không là bắn nhầm nhau. Thế thì tôi với 2 anh lính trinh sát thì đi lên đi trinh sát. Thì khi chúng tôi bò lên phía trên khoảng độ tầm 300-400 mét, trong ban đêm thì cũng không rõ lắm, nhưng mà hôm đó là gần sáng thì nó lại có ánh trăng. Thì chúng tôi cứ thế là lầm lũi là cùng với 2 lính trinh sát thì lên đi trinh sát.
Thì trinh sát xong toàn bộ phía đó thì chúng tôi đã phát hiện bọn địch nó đã bám sát vào trận địa của bọn tôi rồi, đã nhìn thấy lính Pol Pot ở đó rồi. Thế thì khi quan sát được địch ở cái hướng đó và bám nắm sơ bộ được tình hình địch ở đó, thì tôi ước chừng cự ly thì khoảng tầm độ 400 mét. Thì ước chừng cự ly xong thì tôi với bàn hai lính trinh sát các cái điểm nọ điểm kia và lấy các cái vật chuẩn để về báo cáo với đại đội là có thể là ngày mai là sẽ là căn cái tọa độ đó để cho cối của trung đoàn, rồi là cối của tiểu đoàn, rồi là pháo binh để bắn cái khu vực đó để chắc chắn là cho cái sư đoàn của quân đoàn người ta vào, người ta đánh chiếm cái khu vực đó. Thì sau khi bám nắm được rồi thì tôi với hai anh lính trinh sát này quay về thì hướng trước mặt của bọn tôi là nó có những cái cây dừa và thỉnh thoảng thì có những cái cây thốt nốt. Thì khi gần về đến trận địa thì chúng tôi cũng không đi khom nữa mà cũng không lợi dụng địa hình địa vật nữa, và cứ thế là đi thẳng đến cái B1 của bọn tôi chốt. Thì về đến nơi thì mình mới hỏi mật khẩu. Thì khi mình hỏi mật khẩu thì lính có lẽ là nó ngủ gà ngủ gật hay là như thế nào đó, nó không nghe hoặc là nó nghe không rõ, mà tôi hỏi đi hỏi lại 3-4 lần không thấy trả lời. Tự nhiên là mấy khẩu AK là bắn xối xả vào chỗ ba anh em tôi. Rất may hôm đó là tôi nép được vào một cái cây dừa, và một anh lính trinh sát nó cũng nằm được, cũng nấp được. Còn loạt đạn đầu tiên thì nó đã bắn trúng một anh lính trinh sát của tiểu đoàn 6 bọn tôi, bắn gục luôn tại chỗ. Sau khi tôi hét toáng lên, tôi bới ầm lên, thì mới phát hiện được là anh lính trinh sát của mình đã bị dính đạn. Thế là cái anh lính trinh sát kia thì cõng anh lính trinh sát này, còn tôi thì đi vào trận địa. Thì đem vào đến nơi thì tôi bảo thôi, bay đánh nhau được thì đánh, mà không đánh được thì bay về đi. Trước khi đi tao đã dặn bọn bay mật khẩu rồi, khi quay về bây giờ bay bắn chết mẹ lính trinh sát rồi. Tôi rất là lo lắng, sợ kỷ luật lắm nhỉ. Thế là bế được anh về được đến chỗ hầm C-11 thì anh tắt thở. Anh lính trinh sát của tiểu đoàn, nhưng mà lâu ngày tôi cũng không nhớ tên. Với là lực lượng trinh sát thì cũng hay đi, không hay đi với bọn tôi, nên chúng tôi cũng không rõ được là cái anh ấy là anh gì. Thì bế được anh lính trinh sát đó về thì cũng bàn giao cho cái lực lượng vận tải của tiểu đoàn, xong rồi người ta tải về phía sau hay là như thế nào đó thì không rõ. Đó, cái đó là một cái trận đánh mà tôi thấy nó rất là lãng xẹt và rất là đau lòng. Mình đã dặn bộ đội rất là kỹ càng rồi, nhưng mà khi quay về nó vẫn xả súng, cái chốt gác nó xả. Thế là khi chúng tôi chốt lại ở đó cho đến sáng ngày mai thì bắt đầu là tôi cũng báo cáo cái cự ly giữa chốt ta và chốt địch nó cách cái cự ly là bao nhiêu mét thì cũng án chừng thôi. Thì lúc đó là cối của trung đoàn, rồi là cối 82 ly của tiểu đoàn, rồi là cối 6 của đại đội bắt đầu là khai hỏa, bắt đầu là bắn mù mịt lên phía trước. Và được khoảng độ 2 đến 3 phút sau thì tôi nghe cái tiếng đề ba rất là xa, tức là cái pháo binh của ta bắt đầu là bắn rất là dữ dội, bắn tràn lan ra cái cánh đồng đó. Chúng tôi nằm đây là chỉ có việc xem thôi. Thì khai hỏa được khoảng độ đâu 30 phút thì bắt đầu là lính, hôm đó là tôi mới biết là lính của sư đoàn 320A người ta vào thay chốt cho sư đoàn 339 để cho chúng tôi rút ra được ăn dưỡng, hay là để được củng cố lực lượng hay như thế nào đó, đó là cái kế hoạch của trên. Nhưng mà hôm đó là sư 32A là vào thay chốt cho bọn tôi. Sau khi bàn giao chốt xong xuôi thì hầu như là cái hôm đó là sư đoàn 320A là được chi viện là pháo này, mà hôm đó tôi nhớ có hình như là có cả máy bay nữa. Mấy cái máy bay hình như là đánh vào mấy cái dãy núi lớn đó, mấy cái dãy núi dài, núi đất ở Tà Keo đó, là máy bay đánh vào đó nữa. Rồi còn chúng tôi thì có lệnh là bàn giao xong chốt thì chúng tôi rút quay ra. Thì hôm đó tôi nhớ là rút quay ra cho đến tận chỗ ngã tư, gọi là ngã tư Tà Keo. Nhưng mà ở cái tỉnh Tà Keo thì nó là rộng lắm, nhưng mà nó cái ngã tư Tà Keo đó đi vào đến núi đất nó khoảng độ 7-8 cây số. Nhưng mà cái ngã tư này là cái ngã tư lộ đất nha, chứ không phải là ngã tư đường nhựa đâu, ngã tư lộ đất.
mà từ cái lỗ đất đó mà muốn ra cái đường nhựa, ra cái quốc lộ nhựa thì đang phải đi tầm khoảng độ cỡ nửa cây số nữa thì mới đến đường nhựa. Thì gần cái đường nhựa đó thì nó có cái ngã tư, thì bọn tôi cứ gọi là cái ngã tư Tà Keo, nhưng mà ở đó thì nó có hai ngã tư, một cái ngã tư là đường nhựa và một cái ngã tư thì bọn tôi gọi là ngã tư lộ đất. Thì bọn tôi rút ra tận ngoài đó, thì rút ra ngoài đó thì chúng tôi ở phía đường sau, thì lúc đó là nghe pháo rồi là máy bay rồi Sư 320A nó đánh như thế nào ở đó thì không rõ, nhưng mà chúng tôi rút ra cũng mấy cây số thì tương đối là xa rồi, nhưng mà nghe tiếng súng đạn đó là nổ mù mịt trời đất, là không biết là nó diễn ra cái trận đánh ở đó nó như thế nào. Còn lúc đó là toàn bộ cái trung đoàn 9 hay là Sư 339 như thế nào thì ở cái cấp trung đội thì tôi không rõ, nhưng mà cái tiểu đoàn 6 của chúng tôi là được rút và chốt lại ở chỗ cái ngã tư đường đó. Và ở ngã tư đường đó thì nó cũng rất là nhiều dừa, đặc điểm ở Tà Keo nó rất là nhiều dừa và nhiều cây thốt nốt và cái cây dầu và cây khổ ở đó nó rất là nhiều. Thì chúng tôi được rút ra đó và được ở đó đâu được 3-4 ngày thì không phải là được về ăn dưỡng, mà chúng tôi về đó là củng cố lại lực lượng, bởi vì là cái trung đoàn 9 của chúng tôi khi về Tà Keo và đánh chi quét tàn quân Buôn Pốt thì các đại đội, các đơn vị trong trung đoàn bị hy sinh, bị thương, bị sốt rét rồi bị bệnh thì hao hụt quân số rất là nhiều. Lúc đó tôi nhớ vào khoảng độ ngày 16 hay là ngày 17 gì đó, khoảng độ trung tuần tháng 2 năm 1979 thì chúng tôi chốt ở đó. Thì cái lúc đánh ở cung Bông Chi Năng đó, thì tôi có bắn chết ở đó mấy thằng Pốt và thu được một cái đài. Thì tôi mới đi cho anh Hoàng đại đội trưởng. Thì khi bọn tôi rút ra chỗ ngã tư để chốt lại và bổ sung quân số, bổ sung lính mới vào cho đơn vị chúng tôi, thì cái đêm hôm đó là anh Hoàng anh mở cái đài đó, thì tôi cũng về chỗ đại đội là nhận nhiệm vụ. Thì anh Hoàng anh lại mời tôi là ở lại đó là uống nước. Thì lúc đó là cũng lấy thuốc dê ra quấn là uống nước trà ở đó. Thì lúc đó mới mở cái đài tiếng nói Việt Nam lên, thì mới nghe tin là quân Trung Quốc đã tấn công vào tất cả các cái tỉnh phía Bắc Việt Nam ta. Thì lúc đó chúng tôi nghe được là chúng tôi cũng rất là hoảng hồn. Thì nhận định của trên thì cũng đúng thôi, quân Pol Pot khi bị chúng ta đã mở chiến dịch đánh giải phóng Đông Pênh thì hầu như là nó dạt vào rừng, nó bảo toàn lực lượng. Trong lúc này thì quân Trung Quốc thì lại chi viện cho nó ở phía Bắc Việt Nam. Thì lúc này quân Pol Pot nó hồi phục lại được các cái tàn quân của nó và nó lại đánh mạnh ở Campuchia. Nó làm kiểu như vậy. Thì sau này thì ta phải rút ra Bắc mất hai quân đoàn. Và chính vì thế mà cái quân chủ lực của ta ở Campuchia nó yếu đi. Thì và thời gian sau này thì nó diễn biến ở Tà Keo thì phức tạp và rất là khốc liệt. Thì đó là cái câu chuyện mà khi chúng tôi trở về chiến trường Tà Keo, nó được diễn biến cực kỳ là phức tạp và cực kỳ là khốc liệt. Tôi cũng xin được kể lại cho các đồng chí nghe là như vậy.